Tôi mời các anh chị đi tiếp chủ đề giáo lý đấng tạo thành trời đất. Tôi tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, là đấng tạo thành trời đất. Như vậy có hai phần mà chúng ta sẽ tìm hiểu với nhau. Thứ nhất, Thiên Chúa là đấng tạo thành. Và thứ hai, Ngài tạo thành cái gì? Trời và đất. Bây giờ chúng ta đi vào phần thứ nhất, nói về Thiên Chúa là đấng tạo thành. Và như tôi vẫn thường xuyên nhắc cho các anh chị, khóa học này là tôi giúp cho các anh chị đọc lại sách thánh để thấy sách thánh là nền tảng của giáo lý Công giáo. Thế cho nên luôn luôn chúng ta khởi đi từ Kinh Thánh. Thế tôi có thể giới thiệu một vài bản văn Kinh Thánh cho các anh chị ở đây khi nói về việc tạo dựng. Quan trọng nhất là sách Sáng Thế ở chương 1 đến chương 3. Chắc chúng ta không có giờ đọc bây giờ đâu. Thế thì ở trong lớp có một số anh chị chưa có dịp học cái khóa Kinh Thánh 100 tuần. Cho nên bó buộc tôi phải nhắc lại điều này. Để khi các anh chị về đọc sách Sáng Thế thì ít nhất có một khái niệm tổng quát hướng dẫn. Tôi muốn nhắc điều này. Thiên Chúa là đấng vô hình. Vì thế khi Ngài nói, Ngài ngỏ lời với chúng ta, Ngài phải dùng cái ngôn ngữ của con người. Ngôn ngữ ấy nó gắn liền với một nền văn hóa, nó gắn liền với một thời đại. Rồi khi lời mạc khải của Chúa được ghi lại ở trong sách thánh đó, thì lời ấy cũng được ghi bằng văn tự của con người. Nó gắn với một nền văn hóa, một thời đại và cả những cái mà chúng ta gọi là thể văn. Ví dụ thể văn lịch sử thì nó khác thể văn tiểu thuyết, nó khác với thể văn thi ca. Hiểu như thế thì khi chúng ta đọc 11 chương đầu ở trong sách Sáng Thế, các anh chị đừng đọc như đây là một cuốn sách viết theo thể văn lịch sử. Chúng ta thường hiểu lịch sử là nói rõ ngày, giờ, năm, tháng, địa điểm, nơi, chốn. Ví dụ như là ngày 25 tháng 12, Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Sài Gòn chủ sự thánh lễ ở nhà thờ Đức Bà, lịch sử. Đừng đọc 11 chương đầu sách Sáng Thế theo kiểu như vậy, rồi đâm ra chúng ta bối rối. Mà thực sự là Chúa dựng nên trời đất trong vòng 6 ngày à? Ngày thứ 7 Chúa nghỉ ngơi. Mà nếu mà như vậy thì tại sao mà nó phù hợp với lại những khám phá của khoa học hiện đại? Hóa ra là đạo dạy tôi đi ngược khoa học à? Nó phát xuất từ cái chỗ mình hiểu không đúng. Khi đọc 11 chương đầu của sách Sáng Thế, cái điều quan trọng là phải khám phá ra ý nghĩa tôn giáo mà tác giả muốn trình bày qua những trình thuật, những câu chuyện được ghi lại trong sách Sáng Thế. Đấy phải coi như là một nguyên tắc hướng dẫn để giúp chúng ta đọc 11 chương đầu của sách Sáng Thế. Còn từ chương 12 trở đi là câu chuyện của tổ phụ Abraham tiếp tục kéo dài, thì nó khác, nó mang tính lịch sử. Thế cho nên để nói về việc Thiên Chúa tạo dựng thì ba chương đầu sách Sáng Thế là những chương Kinh Thánh quan trọng nhất, nhưng mà cần phải hiểu cho đúng.
Thế còn bây giờ chúng ta có thể cùng nhau đọc một đoạn ở trong sách Maccabê. Maccabê quyển thứ 2. Sách Maccabê là thuộc về phần lịch sử, cho nên nó nằm ở phía trên này. Quyển thứ 2, chương 7. Chương 7 là chương kể chuyện về cuộc tử đạo của 7 anh em. Chúng ta đọc cái phần người mẹ khuyên các con, các anh chị sẽ thấy rất là cảm động, và đồng thời nó phản ánh một niềm tin hết sức sâu sắc. Mời các anh chị lấy ở câu 21 đó, và chúng ta cùng đọc với nhau đến hết câu 23. Câu 21. Sách Maccabê hơi khó kiếm hả? Đã thấy chưa? Rồi, tôi mời các anh chị. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một. Lòng bà đầy tâm tình cao thượng. Lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi. Bà nói với các con, mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc lên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống. Bởi vì bây giờ các con trọng luật lệ của người hơn bản thân mình. Cảm ơn các anh chị. Có những người mẹ như thế này thì đức tin chắc chắn sẽ được lưu truyền qua muôn thế hệ. Những người mẹ nhìn bên ngoài yếu đuối, nhưng mà sách thánh mô tả có chí khí của nam nhi và khuyên nhủ con bằng những lời lẽ đức tin thật là sâu sắc. Đấy, người mẹ nói với các con, chính đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc một loài. Mà các anh chị đừng quên là sách Maccabê Tân Ước hay là Cựu Ước vậy? Cựu Ước nhé, chứ không phải Tân Ước đâu. Rồi một bản văn nữa thì ở trong Tân Ước, ở trong thư gửi tín hữu Do Thái, nếu chúng ta đọc ở chương 11 là chương nói về đức tin, thì các anh chị sẽ gặp ngay ở phần đầu cái khẳng định của tác giả thư Do Thái là vũ trụ được hình thành bởi lời Thiên Chúa. Đấy là một vài đoạn văn Kinh Thánh tiêu biểu làm nền tảng để chúng ta hiểu được tại sao Hội Thánh ở trong sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo dựa vào những văn bản Kinh Thánh trình bày cho mình những nét chính yếu về giáo lý tạo dựng. Tôi cũng ghi lại đây cho các anh chị những điều chính yếu nhất. Cái câu hỏi về nguồn gốc và cùng đích của đời người cũng như của vũ trụ là những câu hỏi quan trọng nhất. Tôi từ đâu đến? Thì tôi sẽ đi về đâu? Mà cuộc đời này có ý nghĩa gì? Người Pháp người ta gọi là question de l'homme, có nghĩa là cái câu hỏi của con người muôn thuở. Không phải chỉ có bây giờ mình mới hỏi, mà từ xưa người ta đã hỏi.
Và những người hiện hữu sau chúng ta sẽ tiếp tục hỏi những câu hỏi của con người muôn thuở. Nguồn gốc cùng đích của đời mình, nguồn gốc và cùng đích của cả vũ trụ này. Và điều quan trọng không chỉ là tìm hiểu xem cái thế giới vật chất này nó phát sinh lúc nào và nó phát sinh làm sao. Đấy là những gì mà khoa học qua bao nhiêu thế kỷ cố gắng đi tìm câu trả lời. Rất tốt. Nhưng mà không chỉ thế mà thôi thì chưa đủ. Cái câu hỏi quan trọng còn là thế thì tại làm sao mà nó lại có thế giới này? Tại sao mà tôi lại có mặt ở trong cuộc đời này? Và cái vũ trụ này nó hiện diện là để làm gì? Và tôi có mặt ở trong cuộc đời này để làm gì? Tức là đi tìm ý nghĩa của sự vật. Thành thử ra người ta vẫn phân biệt hai lĩnh vực. Một bên là của khoa học tự nhiên và một bên là của triết học và thần học. Đặt những câu hỏi tại sao, để làm gì? Thế thì để trả lời những câu hỏi quan trọng đó, đối với người Kitô hữu chúng ta, khi tôi dùng cái từ Kitô hữu thì các anh chị hiểu là cả Công giáo, cả Tin lành, cả Chính thống, tất cả những ai tin vào Đức Giêsu Kitô đều được gọi là Kitô hữu. Thế thì đối với người Kitô hữu chúng ta, ba chương đầu của sách Sáng Thế hàm chứa những giáo huấn quan trọng nhất về công trình tạo dựng, về nguồn gốc, về cùng đích của công trình đó, về ơn gọi của con người, về thảm kịch của tội lỗi và những hậu quả mà tội lỗi đem lại, và về niềm hy vọng cứu độ. Ở đây dĩ nhiên không còn phải là lớp kinh thánh nữa để chúng ta đọc sách Sáng Thế mà thấy rõ. Thế nhưng mà ví dụ tuần tới khi mà mình tìm hiểu về con người thì mình cũng phải liên hệ đến những điều tôi vừa mới nói thoáng qua. Thế thì khi nói đến việc Thiên Chúa tạo dựng con người, giáo lý của Công giáo nhấn mạnh điều này: Thiên Chúa tạo dựng mọi sự từ hư vô. Có ghi chú bằng tiếng Latin bởi vì nó trở thành một từ ngữ rất quen thuộc, ex nihilo. Mà nếu viết cho đầy đủ thì còn là ex nihilo sui et subjecti. Nghĩa là cái gì? Nghĩa là Thiên Chúa tạo dựng mọi sự từ hư vô tuyệt đối, chứ không phải là Ngài tạo dựng nên vũ trụ này bằng một chất liệu đã có sẵn, hoặc là Ngài phải cần đến một ai đó trợ giúp trong công trình tạo dựng. Không, Ngài tạo dựng từ hư vô tuyệt đối. Kinh Thánh diễn tả Chúa phán: hãy có ánh sáng, thì liền có ánh sáng. Đấy, Thiên Chúa dựng nên bằng lời quyền năng của Ngài và tạo dựng mọi sự từ hư vô tuyệt đối. Tôi nhấn mạnh điều này bởi vì trong ngôn ngữ của chúng ta, dù của dân tộc nào đi nữa, một trong những từ được nói đến nhiều là sáng tạo, phải không? Ví dụ người ta ca tụng của dân tộc Việt Nam có óc sáng tạo. Thế rồi bây giờ mình cũng nói Thiên Chúa là đấng sáng tạo, thế mình nghĩ Chúa sáng tạo cũng xem như mình. Thực sự không phải. Khi mà mình nói đến sự sáng tạo của con người, có nghĩa là chúng ta làm được một cái gì mới trước
đây chưa có, nhưng chúng ta làm cái mới đó từ từ cái cũ, cái đã có, chứ không phải là từ hư vô tuyệt đối. Hai chuyện nó khác nhau. Đó là lý do sao mà giáo lý Công giáo nhấn mạnh cái từ là Thiên Chúa tạo dựng mọi sự từ hư vô. Và Thiên Chúa tạo dựng mọi sự bằng sự khôn ngoan và tình yêu của Ngài. Tại sao phải nhấn mạnh điều này? Bởi vì có người người ta chủ trương rằng cái vũ trụ này, trái đất này và cả các bạn nữa, chúng ta có mặt trong cuộc đời này hoàn toàn do ngẫu nhiên và tình cờ. Cho nên cuộc đời của mình chả có ý nghĩa này. Có một triết gia hiện sinh dùng cái từ là chúng ta bị ném vào thế giới. Ông bà sinh ra tôi mà có hỏi ý kiến tôi đâu? Không hỏi ý kiến, nó bị ném vào thế giới. Như một định mệnh. Giờ khi chúng ta nói cái ngẫu nhiên, tình cờ, có lẽ để cho nó dễ hiểu nhỉ? Mình lấy 24 chữ cái mình tung lên trời, rớt xuống tự nhiên nó thành cái chữ Trung tâm Mục vụ Sài Gòn. Các anh chị về nhà làm thử dùm tôi xem là làm cho đến tận thế nó có ra không? Ngẫu nhiên. Hay là có người chủ trương rằng cái trái đất này và mỗi chúng ta có mặt như một định mệnh vậy. Một cái gì nó mang tính cơ học, tất yếu. Hội Thánh Công giáo không nhìn như thế. Mà Hội Thánh Công giáo nhìn vũ trụ này, trái đất này và mỗi một con người chúng ta được tạo dựng từ tình yêu và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Cho nên ở trong sách thánh, ví dụ sách Giê-rê-mi-a, các anh chị còn nhớ câu không? Khi ngươi còn trong lòng mẹ, ta đã thánh hiến ngươi. Phát xuất từ tình yêu, từ quyền năng và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, chứ không phải một sự ngẫu nhiên hay là tất yếu của định mệnh. Và vì thế, cuộc đời của mình có mục đích, có ý nghĩa. Rồi điểm cuối cùng, khi nói đến sự tạo dựng của Thiên Chúa, thì giáo lý Công giáo nhấn mạnh thêm điều này. Nên mình đọc sách thánh, mình thấy kể là Chúa tạo dựng mọi sự trong vòng 6 ngày, rồi ngày thứ 7, Chúa mệt quá, nghỉ ngơi. Coi như từ lúc đó trở đi Chúa không làm gì nữa, tạo dựng xong rồi Chúa nghỉ. Nhưng mà Chúa Giêsu nói làm sao? Trong Tin Mừng Gioan, Cha ta làm việc liên lỉ. Cha ta làm việc liên lỉ. Cho nên không phải Thiên Chúa tạo dựng mọi sự xong rồi thôi, mà Ngài vẫn tiếp tục gìn giữ cho vạn vật được hiện hữu và đi đến cùng đích của nó. Cho nên trong bài giảng của Thánh Phaolô có một câu rất hay: trong Chúa chúng ta sống, chúng ta chuyển động và chúng ta hiện hữu. Tôi thì tôi hay hình dung đến một cái kinh nghiệm rất thực tế của các anh chị và tôi đều có, đó là không khí. Chả ai trong chúng ta thấy không khí cả, nhưng mà thực sự là từng giây từng phút mình sống, mình chuyển động và hiện hữu là nhờ không khí. Giờ ta hình dung ra cái không khí này mà nó bị ô nhiễm, mình sống nổi không? Và nếu không có không khí này, hiện hữu của mình còn tiếp tục không?
cái hình ảnh và kinh nghiệm cụ thể nó giúp cho mình hiểu được lời Thánh Phaolô. Thành thử ra Thiên Chúa tạo dựng mọi sự không phải xong rồi thôi, mà Ngài tiếp tục gìn giữ chúng hiện hữu và đưa chúng đến cùng đích. Và chúng ta hay diễn tả điều này bằng một từ ngữ quen thuộc, đó là Chúa quan phòng. Chúa quan phòng. Một vài nét chính ở trong giáo lý Công giáo dựa vào Kinh Thánh để trình bày cho chúng ta về Thiên Chúa là đấng tạo dựng. Thế bây giờ, cái phần thứ hai, Chúa tạo dựng cái gì? Ở trong Kinh Tin Kính nói làm sao? Đấng tạo thành trời đất, rồi thêm cái gì nữa? Muôn vật hữu hình và vô hình. Muôn vật hữu hình thì thấy rõ quá rồi còn gì nữa. Các anh chị này, hữu hình. Thế giới này hữu hình. Nhưng mà trong Kinh Tin Kính rõ ràng là còn có vô hình nữa cơ. Thế bây giờ ta thử xem một vài bản văn Kinh Thánh cơ nè. Chẳng hạn chúng ta lấy Tin Mừng Matthew chương 18. Matthew chương 18 câu 10. Ở trong phần này Chúa Giêsu nói đến việc đừng làm cớ cho người ta sa ngã, bắt đầu từ câu 5. Thế bây giờ chúng ta đọc câu 10. Chúa Giêsu nói: anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, Thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha Thầy, đấng ngự trên trời. Vì con người đến để cứu cái gì đã hư mất. Các anh chị để ý này, trong câu 10 này Chúa Giêsu nói đến các thiên thần, mà Ngài còn thêm gì nữa? Thiên thần của họ. Các thiên thần của họ. Từ của họ ở đây diễn tả điều gì? Hóa ra là mỗi chúng ta có thiên thần. Trong năm đó, có ngày lễ nào kính các thiên thần? Bản mệnh. Mỗi người có thiên thần canh giữ, hướng dẫn, các thiên thần của họ. Nếu chúng ta mở tiếp ở thư Do Thái, ngay chương đầu tiên, chương đầu tiên, chương 1, câu 13: và có bao giờ Thiên Chúa đã phán với một thiên thần nào rằng: bên hữu cha đây, con lên ngực chỉ, để rồi bao địch thù cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con. Nào tất cả các vị đó không phải là những bậc thiên liêng chuyên lo phục thờ Chúa, được sai đi phục vụ để mưu ích cho những kẻ sẽ được thừa hưởng ơn cứu độ sao? Câu này rất quan trọng. Quan trọng là bởi vì không chỉ nhắc đến sự hiện diện của các thiên thần, nhưng còn cho chúng ta biết các thiên thần là ai, là những bậc thiêng liêng này, chuyên lo phụng thờ Chúa này, được sai đi phục vụ để mưu ích cho những kẻ sẽ được hưởng ơn cứu độ. Không những là nhắc đến các thiên thần mà còn nhắc đến nhiệm vụ, sứ mạng của các ngài. Cho nên dựa vào sách thánh,
thì Hội Thánh gợi ý cho chúng ta về mặt giáo lý. Trong Kinh Thiên Kính, khi ta tuyên xưng rằng Thiên Chúa đấng tạo thành trời đất, thì ý từ trời và đất ở đây muốn nói cái gì? Xin đừng hiểu trời ở đây là bầu trời về mặt không gian trên đầu chúng ta. Bầu trời đó chỉ là bầu trời về mặt thể lý thôi, về mặt vật chất thôi. Còn trời ở đây muốn nói đến cõi trời. Bởi vì hiểu trời theo cái nghĩa vật chất đó, cho nên là ngày xưa có ông phi hành gia là của Liên Xô đó, mà ông ấy bay được một lần lên đó rồi ông tuyên bố oanh liệt. Ông bảo ông bay bao nhiêu vòng mà không thấy Đức Chúa Trời đâu. Người ta nghe người ta cười quá sức. Rồi ông tuyên bố như vậy nó chỉ lộ ra cái sự ngu dốt của ông. Trời ở đây là hiểu về cõi trời, cõi thiêng liêng. Cho nên ở trong Kinh Tiên Kính, từ trời và đất trước hết là phân biệt cõi vô hình với hữu hình, và đồng thời diễn tả toàn bộ hiện hữu. Chúng ta cứ quen nghĩ, nói đến hiện hữu là chỉ nghĩ đến cái gì mắt mình thấy, tai mình nghe, tay sờ được, mà quên mất hiện hữu còn cả cõi vô hình. Cho nên từ trời và đất, tôi nhắc lại, vừa để phân biệt cõi thiêng liêng vô hình với hữu hình, vừa để diễn tả toàn bộ những gì hiện hữu. Thế về con người thì chúng ta sẽ có hẳn một bài giáo lý để tìm hiểu. Cho nên ở đây mình nhắc nhiều hơn đến các thiên thần. Ở trong Kinh Thánh kể chuyện các thiên thần nhiều lắm, các anh chị có nhớ không? Ai đến báo tin cho Đức Mẹ là Ngài thụ thai? Gabriel. Trong Cựu Ước, ai đồng hành với Tobia? Raphael. Trên đường đi gọi là đòi nợ, rồi lại còn lấy được mật cá để chữa bệnh cho cha, lại còn cưới được vợ nữa, về nhà bình an. Raphael. Rồi cũng trong Kinh Thánh kể chuyện vị thiên thần nào mà thống lĩnh đạo binh các thiên thần để chống lại Satan? Micael. Rồi Chúa Giêsu vừa mới nói đấy, các thiên thần của họ, của những trẻ nhỏ. Cho nên sách thánh nói đến các thiên thần rất nhiều. Và như trong thư Do Thái vừa diễn tả, các thiên thần là những thụ tạo. Nhấn mạnh cái điều này, các thiên thần không phải là đấng tạo hóa. Các thiên thần là thụ tạo, được Chúa dựng nên như chúng ta. Và các ngài giống chúng ta ở chỗ có trí tuệ, có ý chí, có ngôi vị. Tôi biết là từ ngôi vị này nó hơi khó hiểu đối với người Việt Nam nói chung của chúng ta. Tôi giải thích đơn giản thôi. Từ đó nó muốn diễn tả mỗi anh chị ngồi đây là một con người, một cá nhân độc đáo, không thể thay thế. Không ai giống ai. Tôi là tôi, anh là anh, chị là chị. Một con người độc đáo, không thể thay thế. Và vì thế mà chúng ta phải tôn trọng từng con người một. Con người ấy như các thiên thần, có trí tuệ, có ý chí. Nhưng mà các thiên thần khác chúng ta ở chỗ nào? Hoàn toàn thiêng liêng. Mình có phần thiêng liêng không?
Có chứ. Mình có thiêng liêng chứ. Nhưng mà cùng với thiêng liêng là thân xác này. Là thân xác này. Và cái thân xác này có bất tử không? À có luôn à. Xem nó bắt đầu rối rồi. Nguyên linh hồn của chúng ta bất tử, nhưng mà thân xác này thì theo định luật của vật lý, sớm hay muộn sẽ đến một ngày tan rã thôi. Các tiên thần khác chúng ta ở chỗ đó, những thụ tạo hoàn toàn thiêng liêng và bất tử. Kinh Thánh nói đến các ngài nhiều lắm. Và từ mà chúng ta dịch là thiên thần, nó chỉ diễn tả đó là một vị thần rồi ở trên trời, phải không? Còn cái từ mà ở trong ngôn ngữ Latin hay các tiếng Âu Châu thì tự cái từ đó nó diễn tả là sứ giả, được Chúa sai đi. Và được Chúa sai đi để làm gì? Để phục vụ công trình của Chúa, và để phục vụ con người mà Chúa yêu thương nữa. Trong cử hành phụng vụ của người Công giáo chúng ta, mỗi lần các anh chị đi dự thánh lễ đó, thì chúng ta có ghi kinh thánh, 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 phải không? Có nghĩa là mình kết hợp với các thiên thần để tung hô Chúa là đấng ba lần thánh. Cho nên kinh tiền tụng kết thúc bằng cái câu là: vì thế chúng con hợp với cả đoàn các thiên thần mà tung hô Chúa rằng. Hiểu như vậy thì ở đây anh chị nào mà trong ca đoàn chịu khó phải diễn tả cho nó đúng tâm tình mới được chứ. Chúng con kết hợp với cả ca đoàn các thiên thần mà tung hô Chúa rằng. Xong rồi cả nhà thờ chìm vào im lặng. Mấy phút sau mới thấy ông đánh đàn, ông mới te rè te te. Một lúc thì lại ca đoàn, rất là mệt mỏi. Thanh, tha anh thanh. Nó không diễn tả được. Ở phần này tôi làm lễ một hai lần cho các cháu thiếu nhi của cha Thành Tâm ở dòng chú Thế đó, tôi rất là thích. Bởi vì vừa mới đọc là chúng con hợp với ca đoàn các thiên thần mà tung hô Chúa rằng, thì nghe nó rầm rầm rầm, rồi các cháu nó hát, đúng là tung hô Chúa thật. Hội thánh kết hợp với các thiên thần để chúc tụng ngợi khen tung hô Chúa. Và đồng thời hội thánh khẩn cầu các thiên thần trợ giúp. Chắc chắn ở đây các anh chị đều đã đi dự lễ an táng. Thế bây giờ nhớ lại coi, lễ xong làm phép xác, khiêng quan tài đi ra nghĩa trang hoặc là đi hỏa táng, thì lúc đó chúng ta hay nghe cái bài hát gì? Xin các thiên thần Chúa, phải không? Dẫn đưa linh hồn này. Đấy, chúng ta hội thánh xin các thiên thần đến trợ giúp. Rồi bản thân của chúng ta, anh chị có bao giờ cầu nguyện với thiên thần bản mệnh của mình không? Hay là mình quên mất ấy, tại không thấy. Có hình Đức Mẹ thì nhớ Đức Mẹ, có hình Thánh Giuse nhớ, có hình Thánh Martin thì nhớ, có hình cha Trương Bửu Diệp cũng nhớ. Nhưng mà thiên thần không có hình thôi, quên tuốt. Mình không trò chuyện với vị thiên thần bản mệnh của mình. Ngài bảo trợ, Ngài hướng dẫn chúng ta đến sự sống. Đấy là nói thế giới vô hình, muôn vật vô hình, và bây giờ thế giới hữu hình. Ở trong thế giới hữu hình này, biết bao nhiêu loài thụ tạo Chúa dựng nên.
Nhưng điều mà sách thánh nhấn mạnh đó là tất cả các thụ tạo đó liên đới với nhau và lệ thuộc vào nhau. Điều này con người quên lãng, nhất là trong thế giới hiện đại. Cho đến ít năm gần đây, khi bắt đầu chịu lũ lụt nhiều hơn, khi bắt đầu khí hậu thế giới biến đổi, người ta mới ý thức lại mình và thiên nhiên là một. Còn trước đó người ta cứ khai thác thiên nhiên để thỏa mãn sự hưởng thụ của con người. Cuối cùng mới khám phá ra tàn phá thiên nhiên thì cuối cùng mình chết. Bởi vì chúng ta liên đới với thế giới tự nhiên, bổ túc cho nhau, phục vụ lẫn nhau. Rồi ở trong Kinh Thánh á, Chúa Giêsu còn có lần nói là anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Khi Chúa Giêsu dùng từ quý giá hơn có nghĩa là có một phẩm chất, một cấp bậc. Thành thử ra khi anh chị đọc sách giáo lý mà nghe nói đến cái phẩm chất của các thụ tạo thì chúng ta hiểu được ý muốn nói là cái gì. Nhưng trong thế giới hữu hình ấy thì tột đỉnh của công trình tạo dựng của Thiên Chúa là con người. Thế cho nên chúng ta phải dành hẳn một buổi để đọc lại sách thánh, để tìm hiểu xem giáo lý của Hội Thánh Công Giáo nói về con người như thế nào. Và điều đó rất là quan trọng, bởi vì mình là con người mình phải hiểu Chúa dựng mình nên, cái ơn gọi của mình nó nằm ở đâu để mình sống đúng với phẩm giá làm người của mình. Và điều đó thì tôi dành cho tuần sau chứ không thể trình bày ngay một lúc ở đây được. Cảm ơn quý cộng đoàn đã theo dõi bài giảng Kinh Thánh hôm nay. Trong bài giảng Kinh Thánh hôm nay, chắc hẳn mỗi tín hữu chúng ta đã học hỏi được nhiều điều bổ ích từ nhiều khía cạnh khác nhau. Nếu cộng đoàn thấy video hay và ý nghĩa, vui lòng nhấn giúp con nút đăng ký kênh, like và chia sẻ video để nhiều tín hữu biết đến và học hỏi Kinh Thánh nhiều hơn. Kính chúc quý cộng đoàn mạnh khỏe, bình an trong Chúa. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng để lại dưới phần bình luận. Chúng ta sẽ gặp nhau trong video bài giảng tiếp theo.